Xin chào tất cả anh chị đã đồng hành cùng Tuấn Hưng trong livestream nhận định thị trường 27 tháng 5. Hôm nay đầu tuần là một phiên phục hồi với khối lượng rất thấp, mình dùng từ là phục hồi kỹ thuật. Và quan điểm của mình ở trong những phiên phục hồi kỹ thuật thì hồi là cơ hội để bán. Rất nhiều anh chị đang lăn tăn liệu bán có mất hàng hay không khi chúng ta đang ở một cái vùng giằng co rất là quyết liệt giữa 1260 đến 1272. Tuy nhiên rằng quan điểm của mình là đã ra kế hoạch mà nó đi đúng cái kế hoạch của mình thì mình phải thực hiện. Cho dù kế hoạch đó có xác suất sai, bởi vì trong đầu tư chứng khoán không ai khẳng định được là mình đúng 100%. Sẽ có những trường hợp mình bán mà thị trường nó đi không đúng nhận định của mình. Cũng giống như nhịp hồi vừa rồi, nó không có đáy thứ hai. Nên chúng ta, cá nhân mình và nhóm không đánh được full margin mà cái mức cao nhất tỷ trọng của mình chỉ đạt gọi là 110%, có nghĩa bấm được khoảng 150 triệu tiền margin thôi, chứ không margin full được. Tuy nhiên đấy là cái điều mà mình phải hoàn toàn chấp nhận khi mà thị trường đi không đúng nhận định của mình. Còn nếu mà nó đã đi đúng với cái kế hoạch và nhận định của mình thì mình vẫn phải làm. Đơn giản rằng đây không phải là lần đầu tiên mà là từ hôm qua mình đã viết ra khuyến nghị thị trường sẽ có mức phục hồi khoảng từ 6 cho đến 8 điểm và lên vùng 1266 đến 1273. Và khi lên cái vùng này thì nguyên tắc của mình là chọn ra hai nhóm ngành. Thứ nhất, các mã khỏe là các mã mới có một đỉnh, các mã đang tăng mạnh có lợi thế, ví dụ PC1 này, CSV này, PET này, đấy là những cổ phiếu đang khá là mạnh, DGM nữa. Thì đối với những mã này mình khuyến nghị anh em là bán 1/3, có 10.000 bán 3.000, có 30.000 bán 10.000, hoặc là ACB chẳng hạn cũng thế. Còn đối với các nhóm mã yếu thì phải bán 2/3 hoặc bán hết. Đó là gồm các nhóm như chứng khoán, bất động sản, ngân hàng hoặc là những mã yếu thuộc nhóm đầu tư công, ví dụ KHB. Thì đây là cái khuyến nghị của mình và mình nghĩ rằng nhóm mình hôm nay là thực hành khá tốt. Thì đây là kế hoạch của mình. Còn đương nhiên đích với VIX thì mình đã bán từ rất lâu rồi, mình không nói ở đây nữa. Mình đã bán đích ở giá 22,9 và VIX ở 18,3, chắc phải bán một tầm 4 5 phiên rồi. Anh em ở theo xuyên theo dõi kênh chứng khoán mình thì cũng đều biết mình bán, và ở trong nhóm cộng đồng ấy thì mình có cả sâu cả tài khoản ra. Thì hôm nay chia sẻ thật anh em là mình có bán thêm, không mua một mã nào và chỉ bán thôi. Thì các cổ phiếu mình nhắn tin trong nhóm ấy lúc sáng ấy là dự đoán vận động ấy là sau khi tạo đáy hai xong lúc sáng sáng ấy, thì mình bảo nó sẽ hướng lên vùng 1266 đến 1273 để xu hướng này này, và dự đoán vận động như thế thì nhớ là các mã khỏe thì nó kéo là kéo để phân phối đốt, đặc biệt là bọn chứng khoán bất động sản rất yếu. Cho những mã này mình khuyến nghị ấy là những mã khỏe, và mã khỏe thì mình sẽ bán 1/3, còn tất cả các mã nào mà mã yếu thì mình sẽ bán 2/3 hoặc bán hết. Đấy đây là đối khuyến nghị của mình. Và danh mục thì mình khuyến nghị anh chị em không nên mua trung bình giá, bởi vì thói quen của nhà đầu tư thường là khi thị trường xanh thì bắt đầu lao vào mua những mã đã có sẵn, và đó là cái thường những anh chị ôm mã yếu múc vào là lỗ gấp đôi. Thì đây là cái khuyến nghị của mình từ hôm qua rồi. Tất cả các mã nào mà chúng ta mua từ sau ngày 6/5, bao gồm GIL, Masan 70, VGC, HH 141, PNG này, các thứ này là bán hết. Mà mình đã nhắc rồi. Còn hôm nay thì mình bán hai mã là KD và VGC để điểm bán của mình đây, và cũng có chính xác là đạt được mức giá này để chúng ta bán. Và chốt lời 1/3 mã PC1, CSV và PET để cân bằng. Thì đây là khuyến nghị của mình, thì anh chị em nếu mà thường xuyên đồng hành ấy mà muốn được các cái nhắc nhở này, trải nghiệm thì quét mã này để vào nhóm cộng đồng. Nhóm cộng đồng trước nhé, thì tất nhiên là trong nhóm cộng đồng mình sẽ không ghi rõ ràng lắm đâu. Mình sẽ nhắc nhưng mà không nhắc kỹ chi tiết từng điểm mua điểm bán như này. Còn đây là nhóm khách hàng mình, anh chị em nào muốn về nhóm thì có thể liên hệ mình. Hôm nay thì thực sự thị trường nó cũng không có quá nhiều điều để nói, bởi vì thực sự là nó đã đi đúng với cái nhận định của mình trong hai video vừa rồi. Thì hôm nay mình chỉ nhắc lại. Thứ nhất là nó chỉ là một phiên hồi. Thị trường chứng khoán là nơi mà mình nghĩ là quên nhanh nhất. Nó đánh cho một cây, nếu mà tính từ đỉnh xuống đáy là 35 điểm. Còn nếu mà kể cả tính điểm giảm thì là 19 điểm. Hôm nay phục hồi cho một cây được khoảng 4 điểm, 5 điểm. Chúng ta đã quên ngay rằng đấy là một điều không nên. Thứ hai, chúng ta nhìn rõ ràng thực tế rằng một phiên phân phối rất lớn. Chưa nói ba phiên trước, màu đỏ cũng rất lớn. Nhưng hôm nay một phiên gọi là phục hồi gọi là quá ít thanh khoản. Thì đương nhiên trong chứng khoán vẫn có những trường hợp mà thực sự rằng sau đó nó kéo lên luôn, nhưng với điều kiện là nó phải kéo lên liền tù tì. Nghĩa là như thế nào? Đây cũng là phân phối khối lượng rất là lớn đúng không? Chưa biết ai mua ai bán, sau đó nó cứ kéo. Thì rõ ràng là chúng ta nhìn thấy quá trình kéo và khối lượng nó đâu có cao, nó vẫn cứ kéo. Rõ ràng chúng ta vẫn có những trường hợp mà phục hồi vốn bé và sau đó đi lên liền tù tì. Đấy, chúng ta nhìn thấy thực sự ở đấy. Hoặc là trường hợp này này, một phiên phân phối rất lớn đúng không? Ba phiên liên tiếp. Nhưng sau đó phân kéo khối lượng nhỏ hơn nhưng nó vẫn đi được ba phiên. Vẫn có. Nhưng thường thì xác suất đấy nó thấp hơn. Có nghĩa rằng chúng ta đã đặt cược vào một cái kèo mà tỷ lệ xác suất thấp thì em nghĩ rằng là mình không chơi.
Mình thì mình vẫn luôn nói rằng là mình là một broker ở mức độ bình thường, trung bình khá. Đấy, mình không dám tự nhận mình là giỏi. Cho nên là tất cả những trường hợp mà khó chơi quá là mình chủ trương đánh ít hoặc là ngồi tỷ trọng thấp, ngồi ngoài. Cho nên đây là lý do mà mình khuyến nghị có thể có những trường hợp, ví dụ chúng ta nhìn này, sau khi gãy nó kéo liền tù tì 3 phiên lên này, khối lượng cực thấp, chúng ta nhìn đấy, cực kỳ khó chịu luôn. Anh chị em nào mà trải qua 5 phiên hồi tháng cuối tháng 4 vừa mới qua đây thôi, chúng ta sẽ cực kỳ khó chịu trong 1, 2, 3, 4, 5 phiên này. Và rất nhiều người còn đu đỉnh ở đây. Nhưng thực tế nó chứng minh rằng cái xác suất nó vẫn thể hiện ra đúng. Đó là ngay lập tức sau 4 phiên anh em nào FOMO ở đây này, thì ăn ai ngay lập tức là ăn một cú lỗ và có khi là cắt đáy tại đây. Do đó thì có thể trong 1-2 phiên mình cảm giác lúc đúng lúc sai. Cái giai đoạn này mình nghĩ là những giai đoạn gọi là những lúc đúng lúc sai nó đan xen nhau. Có những lúc mà nó kéo lên một tí này, khối lượng rất thấp này. Đấy, anh em tưởng mình sai. Đấy. Sau đó thì loại đánh xuống anh em lại thấy mình đúng. Nhưng nguyên tắc của mình là giảm khối lượng lớn, hồi khối lượng nhỏ và lên đúng kế hoạch của mình là mình bán. Thế thôi. Còn tất nhiên là anh em có thể chia nhiều việc bán. Ví dụ nói thật hôm nay, nếu anh em nào bán những cổ phiếu này, đúng không, giá này, thì thực sự nó cũng chỉ bằng cái giá mà anh em bán lúc 11 giờ trưa ngày thứ sáu. Cứ nghĩa hôm VGC mình cũng chỉ bán 54,9 thôi. Hôm nay nó còn lên hẳn 55,1 cơ. Cho nên là KSB mình hôm qua mình cũng thứ sáu mình cũng chỉ bán được ở giá này. Hôm nay nó cũng chỉ lên giá này thôi. Cho nên mình nói rằng là khi mà thị trường ở vùng giằng co ấy, nó sẽ cho bạn rất nhiều cơ hội để quyết định mua hay bán. Nhưng nó sẽ chỉ thực sự nguy hiểm khi nó rõ kèo. Mà lúc rõ kèo thì mình đảm bảo số lỗ anh em không dừng lại ở 1-2%. Mà chắc chắn lúc đấy là nó sẽ ở mức khoảng tầm từ 5 cho đến 7% trở lên. Cho nên là cân não ở cái chỗ này. Chứ đến lúc mà rơi hẳn rồi thì nói thật, à, biết lúc đấy broker bảo phân phối gãy 20 buôn to. Thế thì thằng nào mà chả phân tích được, đến cái ông phân tích kỹ thuật. Nhà đầu tư người ta mới học một khóa học 1 triệu, 2 triệu. Người ta học vài buổi người ta cũng biết cái câu đấy. Nhưng mà quan trọng là lúc đấy nó xảy ra rồi thì nói làm cái gì nữa. Đúng không? Lúc mà bảo rơi như này rồi, bảo thị trường rơi vốn lớn rồi. Thế thì nói làm gì? Khó là cái khó cái chỗ này này. Khó là cái khó chỗ này này. Cái chỗ này này mới là cái chỗ gọi là căng não, cân đối. Đấy thì mới là quyết đoán được. Chứ đến lúc mà nó rơi rồi thì lại nói làm gì nữa. Lúc đấy thì cái ông mới tham gia thị trường vài tháng, ông nghe phân tích đi của cái video nào ông nói lại cũng thấy đúng, đúng không? Cho nên anh em phải quyết định ở khu vực này. Còn nếu mà đã xác định khu vực này mà không quyết định ấy thì xuống dưới sẽ cực kỳ khó quyết định. Thực sự là như thế. Đến lúc đấy hỏi broker chị còn full hàng em có bán được không, thì nói thật lúc đấy thì rất là khó để cho mình bảo bán, bởi vì lúc đấy cái số lỗ nó không đơn giản là hòa hoặc lỗ nữa, mà lúc đấy số lỗ chắc chắn là rơi tầm khoảng 6% rồi. Mà 6% của ví dụ anh chị cầm tỷ trọng khoảng 50% hàng thôi, 6% anh chị có thể cắt một nửa, nghĩa cắt 20% mình nhẹ nhõm ngay. Nhưng bây giờ anh cầm full tiền, à cầm full hàng ấy mà bảo bán lúc đấy đang lỗ 600 là short lắm. Nhất là ai mà còn dùng margin ấy thì thực sự lỗ khoảng 5% của margin thôi, tâm trạng đã cực kỳ khó chịu rồi. Bởi vì 5% mà full margin là bằng 10% tài khoản. 10% là ăn gần rưỡi trần của toàn bộ tài khoản, đâu có dễ. Đúng không? Anh chị phải quyết định. Và quan điểm của mình nhắc lại lần cuối, quan điểm của mình giữ nguyên. Đó là mình giữ nguyên cái điểm vùng này là vùng bán. Bán những mã khỏe 1 phần 3, mã yếu bán 2 phần 3 hoặc bán hết. Và mình sẽ bán nốt 2 phần 3 này khi nó có dấu hiệu đảo chiều. Đảo chiều như nào? Khi nào nó gãy cái chân khoảng 1260, nghĩa là mình trả sân si 1-2% đâu. Nếu mã khỏe, ví dụ PC1 bây giờ hôm nay mình bán 29 thì kể cả lúc đấy mình bán 28,8 hay bán 5 mình cũng chả tiếc gì cả. Thực sự nếu mà thị trường nó xấu, đấy là quan điểm của mình nhá. Thì bài toán bó đũa thôi, bẻ cả một cái bó đũa rất là khó, nhưng chia ra làm 3 mảnh, mỗi lần bẻ một lần thì sẽ rất là dễ. Do đó thì mình chiều trưa hôm thứ sáu mình đã bán một phần rồi, đúng không? Anh em biết mình đúng không? Hôm nay mình đã bán một phần nữa, nó rất dễ. Sau này mà thị trường nó quay đầu phát mình bán thêm rất là nhẹ nhàng. Nhưng anh chị cứ để dồn cục lại đến lúc hoảng lên bán thì sẽ thực sự rất là khó bán. Đấy là cái nhắc nhở của mình. Còn về thị trường hôm nay thì mình xem qua thôi. Chúng ta thấy rằng là tăng 5 điểm rưỡi, mã xanh như này là khá tích cực. Và điểm xanh hôm nay đến từ VN-Index, có nghĩa là VN30 thằng ngân hàng chắc đang bị đấm. Không cần nhìn biết ngân hàng đang bị đấm và chứng khoán ngân hàng đang bị đấm. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy một vấn đề nữa. Thực sự hôm nay một vấn đề nữa, đó là khi VN-Index xanh mà VN30 ít hơn, có nghĩa là tỷ trọng ngân hàng đã giảm rất nhiều rồi, ảnh hưởng của bọn nhóm ngân hàng rồi. Tuy nhiên hôm nay nhìn này, con Pâu của con BVH là một con gas, ba con này nó kéo điểm lên. Có nghĩa là nếu mà không có ba mã này ấy, thì thực sự rằng tình huống nó còn xấu hơn. Có nghĩa là VN30 có thể còn đỏ điểm nữa. Cho nên đấy là một yếu tố mình nghĩ rằng là con Pâu này mình nghĩ chắc ít người mua được nó.
Thứ hai con Powell, con Gas này là những con mà nó có tỷ lệ tiền mặt rất là nhiều. Điều đó phản ánh một cái vĩ mô rằng là đâu đó thị trường chuẩn bị hoặc đang có kế hoạch hoặc là đã xảy ra rồi việc tăng lãi suất huy động tiết kiệm. Và việc tăng lãi suất huy động tiết kiệm thì đương nhiên nó là một yếu tố tiêu cực đối với thị trường chứng khoán nói chung và đối với những dòng mang tính chất chứng khoán nói riêng. Đấy là thị trường đấy. Còn đối với bất động sản thì mình nghĩ rằng là lãi giảm vay thì tốt nhưng mà nó sẽ là tính đầu cơ cao. Đấy là rõ ràng chúng ta phải để ý một cái vấn đề như thế. Thì rõ ràng chúng ta nhìn thấy khách hàng thì luôn luôn chỉ muốn bán một lệnh là xong ngay. Mình bảo rồi, mình phải bán là 3 lần. Và rõ ràng bây giờ thì thực sự là giai đoạn vẫn còn là tranh cãi, gọi vùng giằng co. Cho nên chúng ta quyết định ở đây thì sẽ có những cảm giác đúng đúng sai sai. Như kiểu này nó kéo kéo lơ lơ hồi hồi. Đấy, giống cái phiên này này. Đấy, nhưng mà sau chỉ cần nó rơi nhẹ một phiên thôi, ví dụ bây giờ 1267, chỉ cần một phiên giảm 10 điểm nữa thôi là thực sự rõ ngay kèo. Thì lúc đấy lại rất là khó quyết định nếu anh chị không quyết định từng phần ở trước. Đấy, còn mình mà mình quyết định một từng phần ở đây rồi thì rất nhẹ nhàng thôi. Thì đấy là mình đưa ra quan điểm của mình. Thì mình sẽ xem qua một số mã nhé. Nhắc lại thị trường chứng khoán là nơi rất mau quên. Đây là vùng dao của mây, penny dậy sóng đúng không? Nến treo cổ, tất cả những yếu tố này chúng ta hãy nhớ lại nhé. Thì cố gắng là chúng ta sẽ xem qua lại một số cổ phiếu thì mình đã nhắc rồi. Trong thị trường là mình đã nhắc rồi những cổ phiếu khỏe đang kéo, ví dụ PC1, HDG, PVS, DGM, CSV đặng. Đây. DPG chúng nó chỉ mới có một đỉnh thôi. Cho nên việc nó hồi lên một cái đỉnh thứ hai là hoàn toàn. Do đó ai mà bắt sàn hôm qua thì khả năng có ăn rất cao. Mình khả năng có ăn của DPG rất cao nhưng hàng bền là nên bán. Chúng ta nhìn giống cái này này. Đấy. Giống qua ra giai đoạn phía trước này. Khi mà giảm khối lượng rất là lớn nó sẽ có mất một phiên phục hồi. Cái hàng về nếu bắt sàn đây này anh chị tỷ lệ ăn rất là cao. Mình có một khách hàng chuyên đánh lướt kiểu đấy và mình nghĩ là chị ấy sẽ có ăn. Tất nhiên là mình không dám định ngày mai nó tăng tăng thêm một đoạn nữa có hàng tháng ra sẽ có ăn nhưng sau đó thì sẽ không còn cơ hội nữa. CSB cũng thế, mình bảo rồi con này chắc chắn là cơ hội còn ăn nhưng mà mình nghĩ là nên tỉa dần ra rồi. Đấy, nó chưa phân phối xong nó sẽ cong 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 ngày mai mà đấm ngược lại cái là dở. Cho nên là hàng có thì tỉa ra bán nhá, tỉa dần ra thôi. PC1 thì mình nói rồi, hôm nay mình bán ở giá không được giá này luôn, mình bán giá 89,5. Đây mình bán 89,5 nhưng quan điểm của mình là PC1 nó đến giai đoạn co giật rồi, khó xơi rồi đúng không, đến giai đoạn này rồi này. Mình chả biết rằng mình bán lon hay không, mình cứ tỉa ra 1/3 đã, sau đó thì mình sẽ chặn lãi ở chỗ này, chặn lãi đây 28,67 này. Đấy, mình chặn lãi ở lửa 2/3 cái nến này. Đấy, mình chặn lãi ở đây thôi. Mình điểm mua của mình là 27,5, chắc chắn không bao giờ lỗ. Đấy, ít nhất là mình đang lãi 5%. Lúc mình bán này thì mình điểm bán của mình thì là được lãi 6%. Mình cứ đút 1/3 túi đã. Đúng không? CSV, DPG, DGM, PVS đúng không? DGM ok. Đây là vùng gọi là vùng co giật của nó rồi. Ai mà mua điểm mua cao chắc chắn phải bán hòa. Hôm nay mình có một anh khách họ cũng bán hòa. Nếu là họ anh chị em mua ở điểm này thì mình bảo bình tĩnh chỉ bán 1/3. Nhưng mà mua ở đây anh điểm mua thì bắt buộc phải bán 2/3 hoặc là một nửa đi. Nghĩa là chúng ta vị thế thôi. Tùy tùy cái giai đoạn thôi, mỗi người một tính, mỗi người một vị thế, đúng không? Không thể bắt được cái ông đang nợ mà lại hành động như một ông đang cầm tiền thịt được. Đấy là rõ ràng đúng không? Cái vị thế khác nhau đúng không? Sinh ra ở nhà giàu thì làm sao người ta ăn bò rát vàng thì kệ người ta làm sao? Đúng không? Nhưng mà mình ví dụ sinh ra đã là mang một khối nợ lớn, mình lại đòi đi ăn bít tết rát vàng như người ta thì chết à, đúng không? Cho nên là rõ ràng khác nhau. Ông ở đây người ta đang có lãi, đúng không? Kể cả mình nhá, PC1 ở đây thì nói thật, mình đang có lãi thì mình bán 1/3 thôi. Nhưng anh em nào mà mua giá đu 29 ấy, thì mình khuyến nghị anh em bán 2/3 cho mình. Đấy, nguyên tắc của mình là như vậy nhá. Thì anh em phải phải khác nhau, mỗi người một hành động khác nhau, đúng không? DPG đúng không? Người ta có lãi thì ví dụ DPG này, những người ở đây này, người ta chưa cần thiết phải bán, người ta bán 1/3. Nhưng nếu mà đu bán hoặc T cộng ở đây này, hàng về thì mình nghĩ nên nên bán hết, nên bán hết. Ví dụ vậy. Thì đấy rõ ràng cái quan điểm kể cả như PVS này. PVS đúng không? Mình bảo đoạn này, nói chung khu vực này là lên bán. Lên bán. Còn anh chị em ở dưới này thì bán ít thôi. Nó anh em còn có cơ hội co giật nhìn theo dõi để ví dụ mua ở đây này. Anh chị em mà mua ở đây nhá. Đúng không? Thì ở đây co giật đến đây anh bán chả sao. Khi mua ở đây thì mà đến đây bán hóa ra anh cắt lỗ à. Đúng không? Thì nguyên tắc của mỗi người nó khác nhau. Giống như trường hợp đây này. Anh chị mua ở đây
Ví dụ anh chị mua ở đây, đúng không? Nó co giật dập phát xuống đây, mình lao ra bán ở đây vẫn có lãi, đúng không? Vẫn có lãi 5%, đúng không? Hoặc là thế. Nhưng mà bây giờ anh chị mua ở đây, như anh chị mua ở lừng lừng lơ đu này, thế là lên đến đây không bán, nó giật xuống lỗ thì có bán không, hay là nó giật xuống đây lại lao ra bán, đúng không? Không bán ở đây nó dập phát xuống đây thì lại lao ra bán ở đây, đúng không? Lỗ 8% lại chả bán, bán quá chứ lại còn gì, gãy 20 lại bán ở đây luôn. Đấy thì câu chuyện rằng là vị thế mỗi người khác nhau. PVS ai mà mua từ 40 này hoặc 41 trở về trước thì bình tĩnh đợi tí. Nhưng mà nếu mà ai mà mua ở vị trí này thì bắt buộc phải phải bán thôi, phải tỉa ra bán dần thôi. Đấy thì mình nghĩ rằng là thị trường đấy là cái khuyến nghị của mình. Còn một số khuyến nghị ví dụ KSB này, bản thân tại sao mình bán? Vì sao? Vì mình điểm mua, nói thật là điểm mua con này mình không tốt. Mình mua ở 22,3 thì mình bắt buộc phải bán. Con này mình mua sau, mình mua cái chân đến này thì rõ ràng hòa là mình phải bán. Thế nếu mà mình mua ở đây thì mình bình tĩnh, mình mua ở dưới này thì mình vẫn bình tĩnh, nhưng mà mua ở đây thì phải bán thôi. Giống như trường hợp này này, anh em mua ở dưới này thì bình tĩnh, nó co giật thoải mái nó vẫn lên được, nhưng mua ở đây thì làm sao mà đủ khả năng đỡ được, đúng không? Chẳng may nó rúi cho một cây nữa thì về hòa hát thế thôi. Những người người ta mua ở đây này, người ta rất bình tĩnh, nhưng mà ai mà mua ở trên này thì bây giờ về hòa 42 phải bán thôi chứ làm sao nữa. Bán hòa chuyện rất bình thường bởi vì khối lượng lớn như này. Đấy, thì mình nghĩ rằng là cách hành động của mỗi người khác nhau, cho nên là hãy nhìn vào tài khoản của mình và hành động theo kế hoạch. Kế hoạch đã đưa ra rồi thì phải làm theo kế hoạch, đúng không? Đấy, bán hòa lỗ không tính. Đấy, mình đã nói rồi, kế hoạch thị trường như vậy thì anh em phải thận trọng một chút nhé. Thì đây là toàn bộ những nhận định cá nhân của mình. Thì anh em xem mà thấy đúng thì nhớ để lại cho mình lượt like, subscribe kênh này để chúng ta cùng đồng hành trên những cái video lớn. Còn đây là mã cộng đồng của nhóm cộng đồng, anh em có thể quét mã. Còn đây là nhóm khách hàng, và mình nhắc lại một lần nữa, mình hỗ trợ khách hàng đi lệnh nếu khách hàng bận nhờ mình, nghĩa là khách hàng nhờ mình thì mình mới làm điều đấy, chứ không phải mình gạ khách hàng đánh ủy thác hay gì. Anh em đừng nhầm lẫn cái vấn đề đấy, là mệt đấy nhá, pháp lý nhá. Anh em nào mà bận họp hoặc anh chị bận công tác thì nhắn tin bảo em canh bán hộ chị, em sẽ hỗ trợ nhá. Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng kênh, và hôm nay thì mình nghĩ là nói ngắn gọn thế thôi. Còn đây là các danh mục mà mình nghĩ rằng là cổ phiếu nhóm mình vẫn đang khá là tốt đấy nhé. Đây những cổ phiếu nhóm mình cầm lắm này, vẫn đang rất là tốt đấy, nhưng mà mình nghĩ rằng tốt thì cũng chỉ để bán thôi, chứ lên là hồi là bán thôi, mình nghĩ là như vậy nhé. Thì ngày mai sẽ là cái ngày mà khi hàng về, lượng hàng kinh khủng này về, thì anh em nghĩ cẩn thận một chút đấy. Ngày mai mình nghĩ thứ hai chúng ta luôn luôn phải để ý nhé, tối nay xem cái chỉ số này này nó hoạt động như nào. Ông đấy ghi này, ông có lên lên xuống xuống không, có nhìn cái thế này hơi kinh kinh, nó mà vượt được lại 10-20 hoặc là đi ở trong khu vực này là hơi mệt đấy. Đấy, chúng ta để ý cái khu vực này nhá, cái chỉ số đấy ghi này đấy, trong khi Mỹ này nó khá yếu này đấy, để ý một chút nhá, để ý một chút, anh em đừng có liều quá, giai đoạn này hơi khó đấy. Bắt đầu cân não rồi đấy, em để ý đấy. Chỉ số đấy ghi mà nó lên là hơi mệt đấy, nó mà lên nó tạo được đáy hai xong nó lên như này là hơi mệt đấy nhá. Đấy, nhìn nhìn cẩn thận một chút nha anh em, để ý. Cảm ơn tất cả mọi người, nhớ ủng hộ kênh nhá. Anh em nào vào nhóm cộng đồng thì liên hệ mình.